Xin chào tất cả các bác nhá. Và ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về cho bác những mẫu trầm bãi xịn các bác nhá. Được chạy mạch class TD siêu khỏe. Đây là trầm bát 25. Bác có thể nhìn thấy cái bát, đây là bát từ kép các bác nhá. 25 trầm chứ không phải 15 trầm. Và hai bát cộng hưởng ở hai bên. Đây là trầm bát 25 và bên em để cho bác với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. 3 triệu đồng trên một chiếc cục trầm như này. Đánh trầm này thì là quả như sống các bác ạ. Vừa nãy em cũng test thử rồi. Và trong clip lần sau hoặc là bác liên hệ Zalo chưa? Thì hiện tại đang là bận quá nên là chưa có thể là đấu lối rắc để test cho các bác chất âm trực tiếp. Nhưng mà em cam kết với các bác là quái trầm này thì cực kỳ phê. Các bác nhìn thấy củ lông trầm rất là khủng khiếp. Và hai bát ở hai bên các bác nhé. Hai bát ở hai bên rất là chất lượng các bác, rất là khủng khiếp. 3 triệu đồng các bác nhé. 3 triệu đồng mẫu súp như này. Súp này có thể đánh chết những loại bát 30 30. Đặc biệt là cái tiếng súp này nó rèn xuống rất là sâu, xuống khoảng 20Hz vẫn đánh được ra chất âm các bác nhé. Mẫu khác là nó khoảng 40Hz, mẫu này nó xuống đến tận 20Hz được. Ok, 3 triệu đồng các bác nào quan tâm vui lòng liên hệ qua số hotline em ghi ở trên tiêu đề của video. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video clip lần sau.